Người đàn ông Anh đoàn tụ mẹ Việt sau 43 năm lưu lạc, còn lấy được vợ Việt Nam. Hơn 40 năm mang thân phận là trẻ mồ côi, lưu lạc từ Việt Nam sang nước Anh xa xôi, anh Vance Mark Elhinney, sinh năm 1974, luôn khao khát tìm được cha mẹ ruột của mình. Nửa đời người đã qua, cuối cùng anh không những được đoàn tụ với mẹ nhờ một manh mối duy nhất, mà còn tìm được cô vợ tâm đầu ý hợp trong hành trình đi tìm mẹ. Câu chuyện đoàn tụ người mẹ Việt của anh Vance trước đó đã được Sài Gòn Xưa đăng tải. Tròn một năm sau khi từ nước ngoài về Bình Định để gặp mẹ ruột là bà Lê Thị anh Vance đã cưới được người vợ Việt ngay trên mảnh đất quê hương. Cô gái đứng bên cạnh này chính là vợ của Vance, tên là Lê Thị Thúy Hằng, sinh năm 1990, quê ở Kon Tum. Hai người đã làm lễ kết hôn tại gia đình chị Hằng ở Kon Tum vào ngày 16 tháng 1 năm 2019 và tại Bình Định vào ngày 18 tháng 1 năm 2019. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Kể lại mối duyên với người vợ hiện tại, Vance McElhinney tâm sự rằng khi đang đi tìm mẹ, anh đã làm quen, kết bạn với nhiều người Việt Nam trên mạng xã hội. Trong đó, chủ yếu là những người sinh sống tại Bình Định, nơi mà anh xác định là quê hương của mình, với mong muốn nghe ngóng được thông tin của người thân. Trong thời gian này, anh cũng đã thành lập và quản lý quỹ từ thiện mang tên Vance McElhinney Helping Hand Personal Fund nhằm giúp đỡ cho các trẻ em khuyết tật tại cơ sở Nguyễn Nga ở thành phố Quy Nhơn. Chủ cơ sở Nguyễn Nga đã giới thiệu cho Vance làm quen với cháu gái của mình là chị Lê Thị Thúy Hằng. Từ đó, hai người thường xuyên trò chuyện với nhau qua mạng xã hội. Vance tâm sự rằng, từ ngày làm quen được với chị Hằng, anh luôn cảm thấy hạnh phúc, hồi hộp và bối rối. Càng nói chuyện, Vance càng thấy cuộc sống của mình cần phải có Hằng bên cạnh. Về phần Hằng, chị cho biết có lẽ chuyện của Vance và chị là do duyên số sắp đặt. Những ngày mà hai đứa mình nói chuyện, tôi dạy Vance nói tiếng Việt, Vance chỉ tôi học tiếng Anh. Hai đứa kể chuyện cuộc sống, Vance tha thiết tìm lại quê hương, tìm mẹ. Những chia sẻ của cả hai khi còn là bạn đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau, từ thương rồi đến yêu lúc nào chẳng hay. Khi nghe Vance và Hằng đến với nhau, nhiều người khuyên chị Hằng rằng yêu xa sẽ rất vất vả, sẽ có những lúc chạnh lòng. Hơn nữa giữa chị Hằng và Vance không chỉ xa về khoảng cách địa lý, mà còn có những bất đồng ngôn ngữ, văn hóa truyền thống. Nhưng tình yêu không có rào cản, chị vẫn quyết tâm đến với Vance. Càng thấy nhiều bất đồng về lối sống, chị Hằng càng dành thời gian cho Vance nhiều hơn, càng yêu thương và quan tâm anh hơn để tìm được tiếng nói chung. Chị Hằng nói, sự xa xôi, khác biệt đều được bù đắp bằng những ngày mà hai đứa mình nói chuyện. Nên duyên vợ chồng. Khi tìm được mẹ, Vance tính ngay đến chuyện kết hôn với chị Hằng. Anh nói, hơn 40 năm qua, điều mẹ mong ước là nhìn thấy con trai lấy vợ. Tôi giới thiệu Hằng với mẹ và bà đã cười đầy mãn nguyện. Vậy rồi hai người quyết định tổ chức đám cưới theo phong cách truyền thống của Việt Nam trước sự chứng kiến của mẹ ruột Vance. Vance chia sẻ, tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Đám cưới thật lạ với bao nhiêu là lễ. Tôi vừa buồn cười vừa thấy rất thích thú khi khoác vào bộ áo dài khăn đóng màu đỏ mà thú thật tôi chưa từng mặc. Bà con họ hàng đến rất đông, ai cũng chúc phúc, chia vui, làm vợ chồng tôi cười suốt vì quá hạnh phúc. Chứng kiến con trai rạng rỡ bên vợ mới cưới, người mẹ tâm sự. Bây giờ tôi không chỉ tìm được con trai mà còn có thêm con dâu nữa. Thêm một thành viên là thêm một phần yêu thương. Cả tôi và Vance đã trải qua những ngày tháng trống trải khi tìm kiếm người thân. Bây giờ con trai tìm được người vợ yêu thương mình. Người làm mẹ như tôi càng vui cho con. Khi nhớ lại những ngày tháng đau khổ hơn 40 năm trước, thời điểm hai mẹ con bị lạc bất nhau, bà Lê Thị Anh lại càng trân trọng giây phút hiện tại mà không cầm được nước mắt. Cậu bé Việt lưu lạc và hành trình hơn 40 năm tìm mẹ. Lần theo ký ức của bà Anh, sự việc bắt đầu từ năm 1974 khi bà hạ sinh được một cậu con trai đặt tên là Nguyễn Thanh Châu. Đầu năm 1975, bà Anh bị thương nặng phải nằm viện điều trị dài ngày, nên gửi con trai mới 8 tháng tuổi cho cô nhi viện Gành Ráng, nay thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, để chị gái là một nữ tu trông nom giúp. Khi chiến tranh diễn ra ác liệt, các nữ tu đưa nhiều trẻ em mồ côi ở Quy Nhơn vào Sài Gòn. Sau khi chiến tranh kết thúc, bà Anh không biết con trai mình đang ở đâu, người chồng cũng bỏ đi biệt tâm biệt tích. Suốt mấy chục năm qua, bà không đi bước nữa mà ở vậy một mình và luôn tìm kiếm con trai.
Bà Anh kể rằng, sau khi hết bệnh, bà đi tìm con trai, nhưng không thấy đâu. Các nữ tu cho biết, con được đưa vào Sài Gòn và sau đó được đưa ra nước ngoài. Cứ nghĩ người ta đưa nó qua nước Mỹ, nên tôi có nhờ bạn bè tìm kiếm, nhưng tất cả đều biệt tâm. Khi đó bà Anh gần như phát điên, bà chỉ biết khóc, nhưng vẫn luôn tin rằng con mình còn sống, và một ngày nào đó, hai mẹ con sẽ được gặp lại nhau. Tôi chỉ biết khóc, nhưng vẫn luôn tự nhủ. Mẹ biết con còn sống, không biết con đã lưu lạc phương trời nào, nhưng sẽ có ngày mẹ con sẽ đoàn tụ với nhau. Về phía con bà Anh, tháng 4 năm 1975, quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch Operation Paperleaf không vận trẻ em, đưa hàng nghìn đứa trẻ Việt rời quê hương đến các nước như Mỹ, Úc, Anh, Canada bằng số tiền tài trợ của một tổ chức nhân đạo. Vance McElhinney thuộc danh sách 99 đứa trẻ được đưa sang Anh. Khi ấy, anh chỉ mới tròn 9 tháng tuổi với lý lịch mồ côi cha mẹ. Thông tin vỏn vẹn là tờ giấy với dòng chữ Tân Vạn Nguyên 1974. Khi đó cũng như nhiều trẻ mồ côi ở Việt Nam, Vance bị suy dinh dưỡng nặng. Thương cảm trước hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi đến từ Việt Nam, gia đình ông bà Cyril và bà Liz Mulhenney từ Bắc Ireland tìm đến trung tâm tiếp nhận trẻ em Việt Nam để nhận con nuôi. Khi họ tới đây, chỉ còn lại một mình Vance chưa được ai nhận nuôi, và anh đã trở thành con trai của gia đình Mulhenney. Cái tên Vance chính là tên mà cha mẹ nuôi đặt cho anh. Ông bà Cyril và Liz là những người thành đạt và khá giả. Họ đã có hai người con trai là David và Stephen trước khi nhận nuôi Vance. Gia đình Mulhenney rất yêu thương và bao bọc Vance trước sự phân biệt đối xử và bắt nạt của những người xung quanh vì anh là một đứa trẻ da màu. Vance rất biết ơn cha mẹ nuôi, nhưng trong tim anh luôn có một khoảng trống, anh vẫn đau đớn về nguồn cội của mình. Vance tâm sự, khi khoảng 10 tuổi, tôi nhận ra những khác biệt với các anh em trong nhà, khác với bạn bè cùng trang lứa. Một đứa trẻ da màu, sống chung với những người da trắng, có nhiều điều không thể hòa hợp. Đến trường, tôi bị bạn bè bắt nạt, đó là khoảng thời gian tồi tệ. Từ thẳm sâu trái tim, tôi luôn dằn vặt. Tại sao cha mẹ sinh tôi ra, không nuôi dưỡng, lại đưa vào cô nhi viện? Tôi cũng từng bị từ chối cơ hội làm việc vì ngoại hình, vì xuất thân. Tôi đã thẳng thắn hỏi cha mẹ nuôi và được họ kể cho nghe về gốc gác của tôi. Nhiều lúc tôi thử tưởng tượng xem cha mẹ ruột có khuôn mặt thế nào, nhưng bất lực vì ký ức trống rỗng. Gia đình cha mẹ nuôi đã làm tất cả vì tôi. Nếu không được họ nhận nuôi, tôi nghĩ mình không còn sống được tới nay. Thế nhưng, trong tim tôi luôn có một khoảng trống, nơi đó thuộc về người thân của tôi ở Việt Nam. Tìm về cố hương. 20 tuổi, Vance xin phép gia đình rời Bắc Ireland tới nước Anh lập nghiệp. Anh luôn giữ kỷ vật duy nhất bên mình là tấm ảnh ngày nhỏ của mình cùng dòng chữ Tân Vạn Nguyên nguệch ngoạc. Vinh vào tấm ảnh cũ đó và một chút thông tin liên quan đến cô nhi viện gành ráng, Vance thôi thúc mình phải trở về Việt Nam. Anh nói, tôi không dám tin là người thân mình còn sống, nhưng tôi muốn trở về. Dòng máu Việt trong huyết quản thôi thúc tôi trở về để biết nơi mình được sinh ra. Vance tìm đến dự án A Place to Call Home của đài BBC Bắc Ireland nhờ giúp đỡ tìm kiếm thông tin người thân ở Việt Nam. Chương trình lên sóng, Vance nhận được nhiều tin nhắn và nhiều cuộc điện thoại. Họ tự xưng là cha mẹ anh, nhưng trực giác mách bảo Vance rằng họ không phải là ruột thịt của anh. Năm 2016, Vance cùng hai nhà báo từ nước ngoài về Sài Gòn, sau đó đến cô nhi viện gành ráng ngày xưa để tìm lại thân nhân. Tuy nhiên, các nữ tu thời xưa đa phần đã qua đời, người còn sống cũng đã cao tuổi, không còn nhớ được chuyện cũ, anh lại về Anh Quốc. Các trang báo trong và ngoài nước tiếp tục đăng tin về hành trình tìm kiếm gia đình của Vance McElhinney và anh cũng đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm. Ông Lê Kim Sương, em ruột bà Anh đọc được, thấy giống với đứa cháu mà chị mình thất lạc nên báo tin cho gia đình biết. Con gái của ông Sương là chị Lê Thị Quỳnh Hương đã kết nối với trang Facebook của Vance để tìm hiểu thông tin. Mùng 8 Tết âm lịch năm 2017, chị Hương đã mời Vance về Việt Nam để nhờ người thân. Ngay khi vừa nhìn thấy Vance, bà Lê Thị Anh đã ôm chầm lấy anh vì ngoại hình của Vance giống chồng bà như đúc. Bà Anh biết rằng đó chính là con trai mình, Nguyễn Thành Châu, bà bật khóc nức nở. Về phần Vance, anh tâm sự, cuộc gặp đầu tiên, bà ôm chầm lấy tôi, bật khóc nức nở, nói tôi giống cha đẻ như đúc. Trái tim tôi mách bảo, mẹ đây rồi.
Nhưng từng đó năm xa cách, không có chút liên lạc nào, tôi cảm thấy xa lạ với bà, không vồ vập. Mẹ sốc vì sự xa cách của con trai. Tôi sốc vì không dám tin rằng mẹ đẻ đang đứng trước mặt mình. Vance từng trách cha mẹ bỏ rơi anh. Chỉ đến khi nghe mẹ ruột kể, từng lớp quá khứ mới dần được hé mở. Hóa ra, mọi chuyện là do loạn lạc chiến tranh gây ra. Khi nghe tin con trai bị đưa sang nước ngoài, bà anh gần như hóa điên, bỏ đi lang thang khắp nơi tìm con. Hơn 40 năm qua, bà anh vẫn không ngừng tìm kiếm, nghe ngóng tin tức con trai. Mọi giấy tờ, kỹ vật liên quan đến Vance đều được bà lưu giữ cẩn thận. Bà anh đưa cho Vance xem các tấm ảnh thời trẻ của vợ chồng mình và các tấm ảnh của chính anh khi còn nhỏ. Trong đó có tấm hình ghi lại cảnh hai mẹ con vui đùa với nhau. Vance ngồi trên ghế nở nụ cười tươi ngây ngô, còn bà anh hướng về phía con vỗ tay theo nhịp. Nhìn những bức ảnh này, Vance rất xúc động nhưng vẫn chưa dám nhận mẹ, chỉ xin mẫu tóc để về Anh Quốc xét nghiệm ADN. Cuộc gặp đó tôi chưa dám nhận mẹ, mặc dù mọi thông tin trùng khớp đến 90% thì vẫn còn 10% có thể nhầm lẫn vì chưa có kết quả xét nghiệm ADN. Trước khi quay trở lại Anh, tôi xin bà mẫu tóc để xét nghiệm. Khi về Anh Quốc, mẹ nuôi của Vance lại lâm bệnh nặng nên anh không thể xét nghiệm ADN ngay mà tập trung chăm sóc mẹ nuôi. Trong thời gian đó, để có thể nói chuyện với con trai hàng ngày, dù đã gần 70 tuổi, bà anh bắt đầu học tiếng Anh, học cách dùng điện thoại công nghệ, máy tính bảng. Vance cũng học tiếng Việt để có thể trò chuyện cùng bà. Tình mẫu tử thiêng liêng có thể khiến người ta vượt qua mọi rào cản để gắn kết với nhau. Đến đầu năm 2018, Vance McElhenney đã có kết quả xét nghiệm ADN xác nhận anh chính là con của bà anh, nên lập tức trở về Việt Nam, đoàn viên cùng gia đình tại căn nhà số 34 Tôn Thất Đạm, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Vance nghẹn ngào nói, đây là một phép màu. Trước đó hai mẹ con đã gọi cho nhau hàng trăm cuộc điện thoại, nhưng cuộc gặp chính thức khi có kết quả ADN thực sự thiêng liêng. Mẹ khóc không ngừng, tôi đã ôm bà vào lòng, nước mắt trào ra. Bà anh cũng xúc động cho hay, từ Tết năm ngoái, tôi luôn hồi hộp chờ giây phút này. Khi biết con trai mình tủi thân rất nhiều nơi xứ người, tôi không cầm được nước mắt. Và đó là cái Tết đoàn viên thực sự của đại gia đình bà anh. Kể từ khi tìm được mẹ, năm nào Vance cũng về Việt Nam sống cùng mẹ 3 tuần. Vốn là một đầu bếp, anh bắt đầu học cách nấu các món ăn Việt Nam. Vance tâm sự rằng mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe bà rất yếu, anh luôn tranh thủ gần gũi mẹ khi còn có thể. Bà Vance thích các món ăn mẹ nấu, anh hạnh phúc nói, tôi đang học cách hòa nhập với văn hóa Việt Nam, lối sống của người Việt. Đơn giản vì tôi là người Việt, tôi có mẹ và những người bà con của mình ở đây. À, món ăn mà tôi thích nhất là món bánh xèo tôm nhảy nha, rất đặc biệt, bên Bắc Ireland không hề có. Có gì hạnh phúc hơn khi giờ đây Vance vừa tìm được mẹ, lại vừa tìm được một nửa của đời mình. Một thời gian sau đó, niềm vui của gia đình Vance lại nhân đôi khi chị Hằng, vợ Vance, thông báo tin đã có thai. Vance khi ấy vui mừng nói, vợ tôi đang có thai, mẹ sẽ được bế đứa cháu nội của mình. Có thể nói rằng Vance McElhenney là một trong những đứa trẻ Babyleaf vô cùng may mắn khi tìm được mẹ sau hơn 40 năm lưu lạc nơi xứ người. Vance vừa có gia đình cha mẹ nuôi yêu thương, lại có mẹ ruột và họ hàng ở Việt Nam chờ đón. Nay Vance lại có một gia đình nhỏ của mình bên người vợ xinh đẹp và hiền hậu. Chúng tôi biết rằng vẫn còn có rất nhiều người tha hương đang mong chờ ngày đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình tại Việt Nam. Dù lưu lạc nhiều năm, nhưng những người con xa quê vẫn luôn khao khát tìm về nguồn cội. Đó là một điều thật đáng trân trọng. Chúng tôi cầu phúc cho các bạn đạt được mong ước. Hãy kiên trì và cầu nguyện. Phép màu vẫn thường xảy ra, bạn có tin không? Quý khán thính giả thân mến, Sài Gòn Xưa trân trọng thông báo về talk show trực tuyến đặc biệt cùng tổ chức phi lợi nhuận Father Founded do ông Brian Hertog, người Đan Mạch sáng lập. Vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2024, chúng ta sẽ kết nối trò chuyện trực tuyến cùng nhau. Hãy xem thông tin trên màn hình hoặc ấn vào đường link ngay bên dưới video này để đăng ký tham gia. Talk show lần này nhằm kết nối những người con lai muốn tìm cha mẹ, hoặc cha mẹ muốn tìm con lai thất lạc và cả những người mong muốn giúp đỡ họ. Đây là cơ hội để mọi người có thể gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Sài Gòn Xưa mong muốn tạo cơ hội để mọi người có thể gặp gỡ và chia sẻ câu chuyện của mình. Hãy tham gia cùng chúng tôi để cùng nhau xây dựng những kết nối ý nghĩa mọi người nhé!